Nè 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 nè. Nè nè. Gì vậy nè mày chạy? Hả? Gì vậy nó con này chạy? Si ăn bảy vô băng đấy nè. Này say á, chênh một đại ly khăn mơ mơ anh mơ tên mơ. Ồ. À ni một đại khăn nó vui. À na mấy tôm mỏ nè. À pin nẹ nung với ắt xí đấy, anh khơi biết bật chó máu đấy. Nè. Này của Châu Sương nè, đi phát ở trong làng dân cư á, ở khu tái định cư á. Cân đà. Rồi không ai chân châm là côn nâng trong chân nè không nè nè lấy bắt cho máu chạy xin băng đây nè 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 vô vô ta vô băng ban tục thằng mình ăn ăn kéo quá hả nè ư ạ ạ mớ ạt chè ạ 14 ngày. Ngày vô học lại ngày mấy? Ngày mai tới. Ngày 19. 19 tới thôi mấy? Thằng to mấy? Này tên nè. Ủa sao tờ số 7 trường ấy thằng mơ à? Nè. Nè nè. Sai. Ôi ăn luôn mấy. Cho mấy tha với ăn chi tế. Mấy tha ăn chi tế lấy tia kẹo qua kế. Ăn sao sao lên nè. Thơm bổ mỗi cái tha sẽ có ăn nắng tăng nè. Nè. Bò ngày nè nè. Anh chua múc bà này ơi. Nè, băng. Mấy đứa ăn vô. Nè. À nó có ăn vô. Mấy tham vô. Ừ. Bỏ ngay nè, anh chua một bài anh ơi. Ừ, ao viết đây sân đây. À, lấy tao chua một bạn ơi. Thế là xong xong cho nó đấng ban tăng nào ơi cục ấy. Nè. Mấy sợi xa ăn. Anh đã khơi biết vậy. Hả? Mà Việt Nam đấy hả? Mày, bên Campuchia tôi chưa mau. Nè, rồi không ai mau đấy, chắc mà anh mơ mong anh xóa nè. Ô, ăn xin kéo tiền. Xong băng. Hãy xin băng sọc vuông mới bây giờ mấy nha. Hãy mà lấy nhé. Mà lấy mai. Ở nơi nả. Ông bình lên. Xìm riêng nó. Nè.
xiêm riêm sợ bái rồi mà nên miễn ai sợ bái được rồi tên như gì vậy tên nhé đập bọn mùi chồng thua nặng đi hết chả hẳn nè ấy cởi cởi trong xí máu ta ăn máu anh ăn áo đây này lại chuột mốc bắn áo chè môi xong chờ nó phi xong chờ nó à nên toàn lục một phong này anh này bình nhắn ai ăn bán cái gì ta chuột mốc bắn áo ăn bán này nơi áo kia chứ áo mới chờ nè ăn nên chạy xì ấy thì bẩn năng không? Nè, xong nên xong ai thì dìa hộp bên nè, mình ao đi bia hộp đi, mình nè. Nè. Ta sợ cho bài ta. Bài ta. Bài ta. Hả? Nè hay sâu đó bữa kế áo bàn miên bàn vô mà áo bữa kế áo đi miên là anh vô luôn anh tới áo trong cái vụ xóa đói giảm nghèo này á nhà nước cũng có nhiều cái chương trình lắm. Nhiều cái chương trình giúp đỡ cho bà con lắm, nhưng mà nó không có hiệu quả hoặc là hiệu quả kém. Thì tôi biết có cũng như là cho nhà nè, rồi cho bò để nuôi nè. Mà mới đây á thì cho tiền để cất cái nhà cấp 4 đó. Thì cũng giúp được cho dân, nhưng mà để mà việc xóa đói giảm nghèo thì nó không xóa đói giảm nghèo được, nó chỉ giúp bà con được phần nào thôi. Có nhiều cái quan điểm mà như thằng em tôi nó làm, cũng làm cán bộ, nó nói là bà con không chịu thoát nghèo. Tôi thấy nó cũng là vô lý. Nói người dân không chịu thoát nghèo là cái chuyện vô lý. Thoát nghèo bằng cách nào mà gọi là dân không muốn thoát nghèo? Chẳng hạn như cái đợt mà kinh tế bùng phát ở mấy cái nơi, mấy cái khu công nghiệp á, khi mà có việc làm á, là cái dân mà nghèo nhất ở trong xã là những người đó, là người ta đi đầu tiên. Họ nghèo quá rồi, họ đâu có gì để mất, thành thử ra họ là những người đi đầu tiên, mà họ cũng kiếm được, cũng có công ăn việc làm thì cũng thoát được nghèo. Chứ nếu mà nói là dân nghèo không muốn thoát nghèo là tôi không tin. Thoát nghèo là mình phải có cái điều kiện gì đó để mà cho bà con người ta làm ăn có tiền để mà người ta thoát nghèo. Chứ dân muốn ngồi chờ nhà nước giúp đỡ rồi. Người ta thoát nghèo được là người ta thoát, chứ người ta không có chờ nhà nước. Chờ nhà nước có lúc có lúc không rồi, đâu có cái gì bảo đảm đâu à. Thành thử ra bữa hôm tôi chở gạo chở đồ này nọ cho bà con nghèo á, thằng em nó mới nói, nó thoát ra một câu là nói là giờ dân không chịu thoát nghèo,
cứ cự nó luôn. Tôi nói mày, dân không muốn thoát nghèo vậy chứ thoát nghèo bằng cách nào? Công ăn việc làm không có, cái gì cũng không có rồi làm sao mà thoát nghèo? Tôi không đồng ý cái